Rồi, chào anh em nha. Thì có mấy câu hỏi bên TikTok nó cũng hay lắm anh em, bởi vì mình lấy mấy cái đó mình làm clip. Những cái mà bình luận của anh em mà bình luận nào nó hỏi về con gà nó, nhưng mà cái mà nó hợp lý á, mình mới làm clip. Còn mấy cái anh em hỏi như khơi 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 bình thường á, thì mấy cái bình thường á thì mình nói chung không có làm clip nha. Mình lấy cái nào mình mà hỏi câu hỏi nó hay á, vô vấn đề á, thì mình mới làm clip. Thì anh em hỏi câu hỏi nó cũng rất hay nha. Có câu hỏi nó hay đó. Gà trống đập mái, đổ mái mà hay lông á. Đập mái sao nó không có cồi? Rồi đập mái sao mà gà hay lông, bị gà mái mổ lông. thì mấy cái này nó cũng chính đáng, hay lắm. Hỏi cái mấy câu hỏi rất là hay, hợp lý vô gà mình mới làm đến cái chuyện vui. Thì con gà mà gà trống mà nó hay lông, nhiều khi anh em đập mái nó không có cồi, trứng không có cầu, thì nó biết sao không? Bởi vì thường anh em thấy gà hai lông nhiều, cái anh em thả mái thường thì anh em sẽ nó nghĩ là con gà trống nó đạp mái bình thường, thì nhiều khi nó đạp, nhiều khi có 10 trứng, ví dụ 10 trứng nó nở gì ba hai hai ba con ha, ba bốn con à, có con nào nó còn mái lông mà nó hơi mà nó chưa có hay nhiều á thì nó đạp như đậu 6 mấy trứng, 6 mấy con là mấy con gà hai lông bít nha. Còn như con gà mà hai lông mà nhiều, mà lông đuôi mà nó rụng nhiều, cái nem nhỏ đuôi rồi nó thành như giá vậy đó, thì lúc đó thả mái vô đập mái nó không có, nó không có là cồn nhiều, hầu như là nó bị không có cồn và tiếng không trống á, nhiều nhiều hơn đi lại rất là nhiều. Thì nên lý do là do đâu? Lý do là mình nói anh em là con gà trống á, mái đầu tiên nó hai lông á, nó rụng lông hết á, thì đập mái dặn không sao, đó là má huyết của nó mới chưa mới thay đổi từ từ thôi, mới thay đổi thôi. Lúc mà con gà mà hiện tượng mà con gà trống mà nó rụng lông nhiều mà mình mẩy nó như giá, lông đuôi nó rụng nhiều, đó là cơ thể con gà nó đã thay đổi. Máu huyết cơ thể chất dinh dưỡng của nó đều tập trung vô nuôi bộ lông, tại vì mỗi cọng chân lông của nó là máu, nó nuôi cọng chân lông. Thì lúc đó con gà thường yếu quá lắm, gà trống anh em hay lông thường yếu quá, thường anh em thấy thường cái mặt cái nó hơi tái nhiều, mặt nó hơi tái nhiều là sức khỏe máu huyết nó không đầy đủ. Và thường hiện tượng gà hai lông nó dễ bị gót là sao? Tại vì cơ thể nó yếu, nó thiếu chất, tại vì chất dinh dưỡng không như nó gom lại nó nuôi để nuôi chân lông thôi. Rồi con rồi cái tinh dịch của nó không có mạnh, không có mạnh, thì lúc đó nó hầu như nó sung thôi, đập má, nhưng mà lúc đó tinh dịch nó không có mạnh, tại cơ thể nó yếu, cơ thể nó yếu cũng như con người vậy thôi. Lúc yếu thì nó thì người thức mà cũ đúng thức. Mình nói vậy cho anh em hiểu không, nó cũng vậy thôi. Cơ thể nó mạnh á thì nó mạnh, còn con gà nó yếu thì nó vẫn yếu, nó đạp má thấy nó vậy nhưng mà tinh dịch nó yếu, thì lúc đó trứng không có còn. Và cái thứ nhất đó là cái thứ hai nữa là hiện tượng gà mà lông đuôi nó bị đâm lông móng nhiều quá, nó đạp mái á, lúc mà nó cái đuôi nó cụp xuống rồi nọ, nó đụng nó thốn nó đau. Còn lông đuôi con gà lông anh em chụp vô nhẹ thôi, đụng nhẹ vô thôi, con gà là gà nó đập mái, lúc đó nó không có giao hợp gần với nhau được, thì nó tinh dịch nó không có va chạm vô, thì con gà mái anh em cũng không có còn. Đó là những cái dấu hiệu mà gà trống anh em đặt hai lông đạp mái không có cồ, có cồ thì có ít, nhưng mà lúc có ít đó là lúc con gà anh em lông nó nhiều, nó chưa rụng nhiều như vậy, lông nó cũng còn, lúc mà rụng nhiều bị. Và có đạp mái có cồn, và lúc con gà anh em thay lông gần đủ lúc có đạp mái mới có cồn. Chứ thường mùa này thay lông cái anh em thả đạp mái cái ấp không nở, cái anh em đối thường không biết nguyên nhân tại đâu là tại sao. Tụi bữa nay mình nói chuyên sâu cho anh hiểu là lại tại sao gà trống có đạp hay lông đạp mái không có cồn, thì mình nói nó cũng dễ dễ nghe dễ hiểu luôn em. Và anh em hỏi mình nữa là tại sao mà gà trống hay lông á, để vô đập mái á, thì gà mái nó mổ lông, nó đứng mổ lông hoài, hư gà hết, hư lông cổ, hư rồi hết gà. Coi gà mái có thiếu chất không? Thì mình nói anh em không có thiếu chất nha. Chất dinh dưỡng ăn đầy đủ hết, từ gà Hả Lan cho tới gà nem nhốt luôn. Mà tập tính mà hiện tượng mà mổ lông con gà trống á,
là con gà mái lai. Con gà mái lai mới có tình trạng mổ lông gà trống ăn, lai máu Mỹ nhiều. Còn thường mấy con gà mái mà nó lai thường thường hay là mái bình thường mình đó, hầu như là nó không có hiện tượng mà mổ lông giống vậy. Ít lắm anh em, ít, ít chứ không phải là không có, ít. Thì nó tập trung vô mấy cái diện trạng mà con gà mái lai nhiều á, nó mới cắn nghe cắn mổ lông thôi. Nhưng mà tỷ lệ nó cũng rất ít, nó không có nhiều. Mà một khi con gà mái mà nó cắn lông, nó mổ lông con gà trống nó ăn á, thì con gà trống nó ngứa đứng hoài nó không có chạy đó. Thì mình nói là nó cũng ngặt lắm, gà trống nó không có chạy, nó không có đi. Thì lý do sao mà con gà mái nó đập nó đứng nó mổ lông hoài, gà trống mà nó ăn chắc dinh dưỡng đầy đủ, anh em cho nó ăn cũng đầy đủ không bị gì hết, mà tại sao con gà nó lại mổ lông? Thì anh em nghĩ là con gà thiếu chất dinh dưỡng. Anh em cung cấp dinh dưỡng chắc đầy đủ cho nó luôn, nó cũng hiện tượng vậy. Nó ghiền, dùng từ ghiền đi, nó quen rồi, nó quen hiện tượng hiện cái lông, thấy lông là đứng trên bên nó cái mổ, mà trong khi cỏ đồ nhóc mà chất dinh dưỡng anh em cũng pha đầy đủ. Thì gà nói chung nó cũng có chất gì, nó khoáng, thiếu chất thì khoáng C và khoáng canxi thôi. Thì những cái chất nó cho gà mái đầy đủ thì nó cũng bình thường, nó ăn uống bình thường nó cũng có những cái đó rồi, mình không có mình bổ sung. Rồi tiểu nguyên nó có bán khoáng, khoáng C và khoáng canxi đó nè, cho pha nước rồi cho gà nó uống. Thì những hiện tượng đó thì cũng bình thường, tại vì nó mổ lông là nó quen, nó đứng nó mổ hoài, nó rỉa lông, lông mình chỗ nào con gà là trống trống là hầu như lông mã với lông cổ là banh chạnh hết luôn. Lông đuôi thì ít chứ không có nhiều, nhưng mà thường là bị lông lưng, lông lưng với cái lông cổ, cổ ngực rồi đó là nó đó, ba cái phần đó là bị con gà mái nó cắn mổ nhiều rồi. Đó thì mình nói anh em đó, những cái lý do mà gà trống anh em bị mổ lông đó, nó đâu có mổ bình thường anh em, mà ăn uống đầy đủ phải không, nó bị như là dạng nó ăn quen rồi. Mấy cọng lông mà gà hay lông xúc dục dụng ra đó là con gà mái nó cũng dành, nó cũng lại nó mổ ăn đó. Nha, nó quen. Mà thường mình thấy cái tập tính rồi thấy gà Mỹ là đa số là nhiều anh em, chứ gà thường của mình như cái máu này máu khác vô thì nó máu Mỹ ít á, thì nó không chỉ chứ. Mà có cái máu Mỹ nặng vô thì con gà mái thường nó bị vậy á, chứ không phải con nó không bị nha, một hai con trong cái đám gà bị thôi, chứ không phải là nguyên một đám nó mọt súng nó mổ hết, nó chứ một hai con gà đó nó mổ hết con này tới con kia. Mà cho dù anh em thả há lan ở ngoài luôn, từ gà con tới gà lớn luôn, đừng nói là gà mái hay là gà mái không, con gà mái đẻ thôi không ghi gà mái đó, nhưng mà những cái con gà ở ngoài luôn, gà há lan ở ngoài, gà con luôn đó, nó cũng bị vậy á. Nó không phải là nhốt nó mổ thì mình không nói đi, nhưng mà anh em thả ở ngoài thường anh em để đi chỉ có một con hai con thôi là nó đi kiếm những con gà trống, gà hào, gà mái gì đó mà nằm á, mà lông non mà lú lú lên xanh đó là nó mổ nè hết con này tới con kia. Nhưng mà ở ngoài môi trường ngoài nó ăn thiếu gì chắc cũng đầy đủ, thì anh em nuôi cho nó ăn cũng chắc dinh dưỡng đầy đủ không, nhưng mà nó sẽ có một hai con dưa nó đó, nó ghiền, nó kiếm nó mổ nó ăn, mấy con lông non nó có máu đó kia nó mổ ăn đó. Thì nó như là nó bị tập tính, nó quen thôi chứ không bị trên, chứ không phải là con gà. Thường mình anh em muốn khắc phục á, nhiều con gà trống mà nó bị mổ lông ăn hoài á, gà trống bị si luôn á. Tại vì sao? Tại vì mỗi cộng lông non là máu không à, mà nó mổ ăn rồi thì cái nó sẽ tái tạo lại nuôi cộng lông mới, là nó mổ xong vài bữa nó tái tạo mọc lên mới. Nhiều khi nó mổ thì chảy máu, thì con gà nên đã thay lông là nó mất sức rồi, mà nó mổ nó ăn lông hoài thì con gà nên nó trống dễ bị si. Thường con gà anh em trống bị mổ lông, anh em nhìn mặt con gà nó bơ phờ, nó tái và lông nó mọc không đẹp, tại nó mổ hư lông rồi, và chất dinh dưỡng trong cái những cái cọng lông nó mọc ra cũng yếu nữa, thì cọng lông nó mọc sau này bị hư hết, dễ bị hư lắm. Nhiều khi nó không có thẳng chuốt hay là nó bóng như cọng lông thường, nhưng mà nó bị sập dưa, bị đứt đoạn, anh em như là bị con gì cắn vậy đó đó, và cọng lông nó không có đẹp, không có bóng. Là những con gà mái nó mổ á, thì anh em nhìn coi những con gà trống nó đi hay lông xong, anh em nhìn nó không bao giờ nó đẹp giống con gà bình thường. Nó bị kích ứng lông á, nó mổ hoài, nó kích ứng, nó mổ lông hoài. Đó, những hiện tượng lông này mọc ra coi, sau này gà trống nó không có đẹp. Chứ có hai lông mà đẹp là không có hai lông, mà nhìn cộng lông nó không có giống bình thường. Đó, thì mấy cái nguyên nhân đó, nuôi gà anh em thường bị, đúng không? Thường gặp. Giờ anh em hỏi mình là
có nhận nuôi gà bệnh không? Thì hầu như là mình không có nhận nuôi gà bệnh. Có nhiều anh em hỏi nhắn tin rồi đó, hỏi mình có gãi gà bệnh gì đó, chích thuốc nuôi giùm. Rồi anh em cũng nhắn bên tin mình TikTok, mình thấy câu đó đó thì nó cũng trùng hợp nên mình cái lúc này mình nấu luôn. Thì nó anh em là không có. Biết sao không? Tại vì cái thứ nhất á là con gà anh em bệnh á, anh em đã xử lý thuốc ở nhà rồi. Chích thuốc gì đó mình không biết. Nó nhiều thuốc rồi. Con gà anh em nó bị si, anh em trị không được. Anh em mới gãi. Là trong khi đó là con gà nên đã thuốc nhiều rồi, về mình là mình trị nữa thì con gà này nó bị nóng rút rút con gà luôn, nó trị được nhưng mà nó rút con gà dữ lắm, nuôi lâu. Bởi nhiều người mà nuôi trị bệnh kiểu đó, người ta ăn tiền mắc lắm, ăn tiền rất là cao, hầu như là mình là không có trị luôn. Gà mình trị chứ mình không có trị bệnh gà người ta. Bây giờ người ta nhiều nguyên nhân lắm anh em, chứ không phải gì, tại vì nhiều cái mà nó phức tạp đó. Cũng như cái chuyện mà câu chuyện mình kể kể mà bà tỉnh quay bà chị á, bà chích thuốc gà mà có khứa đó đó, khứa đem ra con gà Mỹ nhập, khứa nhập đâu là gần 2.000 á anh em, ngày mấy gần 2.000, khứa cân gà lắm mà hầu như nó bệnh, mà khứa bóc trong vỏ ra hầu như là con gà nó mà nhìn thấy ghê lắm, nó như là nó nhớt nhau là nó đứng nó rút con gà hết được rồi, khứa chích tới nhà 5-6 ngày đó. Rồi cứ đem con gà ra là hầu như là con gà mình nhìn thấy con gà nó không có đường nào nó sống nè đó. Rồi bà chị bà mới rút thuốc, mà được cái là bà chưa chích nha, bà mới vừa rút thuốc ở trong đây là mà ở ngoài nó dậy nó chết rồi nè, gà nó dậy chết luôn, tại nó nặng quá rồi nó dậy rồi đó, nó chết chưa chích cái gì trên đó đó. Thì nếu mà bà chích cái thử mà con gà đó nó cưng đi, thử mà bà đi ra bà chích mới hút nó vô con gà nó chết rồi, anh em nghĩ đi, rồi đấu thừa cho ai, phải đấu thừa là cho cái bà chị thú y không đó. Thì mình nó cũng như vậy, mình trị bệnh gà cũng vậy, nhiều khi con gà bệnh như nhẹ thì mình còn xử lý, tại vì mình nói từng nói với anh em con gà một khi nó bệnh là xử lý liền không có để lâu, mà trong khi đó anh em nó trị con gà nó mấy ngày trời nó si nó sập gì đó không biết, rồi anh em mới gãi là con gà anh em nó si dữ lắm rồi, nó rút nó ốm đủ thứ mà không biết anh em xài thuốc gì, nó chích thuốc gì, chích nhiều quá thì con gà nó rút, nó nóng nó rút, thì tới tay mình mà mình trị nữa thì cũng như con gà nó phục hồi rất là lâu nè. Bị này bị nọ thì mình chỉ anh em thuốc anh em tự xử lý ha, chứ mình không có nhận gà mình trị bệnh nha. Đó là những cái nguyên nhân mà mình không muốn trị bệnh gà cho ai rồi chị đó, cũng như gà của ai thì mình chỉ thuốc mình đều chỉ thuốc hết đi, em xử lý đi, chứ mà đưa cho mình thì hầu như là con gà này nó muốn sập rồi, hiểu không? Còn nhiều khi con gà nó bệnh đi, anh em gửi xe cái này cái nọ về con gà nó yếu lắm đó, thì mình nói anh em con gà bệnh là tốc nó bị bệnh nó sụp rất là tốc độ nè. Đó là mấy cái giờ mà anh em điện hỏi mình đủ thứ, mình tại sao mình không có trị bệnh cho gà anh em là vậy đó nha. Rồi anh em hỏi mình nữa, anh em hỏi mình là có đứa cháu hỏi đó là nuôi gà Hà Lan với ấp bội, thì nuôi gà ta nha, Hà Lan với ấp bội thì cái nào nó tốt hơn? Thì mình nói với nuôi gà Hà Lan á, nó phát triển rất là ok, mà có cái cũng không ok, nó vừa có lợi mà vừa có hại. Con gà ấp bội nó cũng có lợi và có hại luôn. Thì mình sẽ nói nêu những cái mà cái nó có lợi có hại của hai cái đó cho anh em hiểu. Cái người Hà Lan á, nuôi gà Hà Lan á thì họ lại cười cái người ấp bội nuôi gà tơ. Thì cái con gà tơ nuôi Hà Lan á nó sẽ có cái lợi là như thế nào? Nó đi ở ngoài nó bơi vào, nó ăn uống. Nó bắt con này con kia nó bay nhảy gì đó thoải mái. Thì nó kêu là sống kiểu hoang dã. Nó phát triển được cái cơ thể nó mạnh hơn. Nó phát triển khung xương là nhờ đi đây đi đó bay nhảy rồi nó bơi vào. Nó sẽ rất là tốt. Mà như nếu nếu mà nuôi nhiều á nó sẽ có con ốm con mập, tại sao này con này con ăn con kia ăn được, nó dành nó ăn đủ thứ chuyện rồi nó ốm, thì đó là một cái bất cập thứ nhất đi. Cái bất cập thứ hai là một khi Hà Lan á con gà anh em bị bệnh á, anh em bắt là chích thuốc không có được, bắt là chích thuốc nó không được, xử lý nó không được, nó rất là nhát, mà trong khi đó gà bệnh á nó đứng nó rút rất là lẹ anh em,
nó đứng nó rút rất là lẹ. Nhiều khi anh em cho ai thấy nó đây đứng ăn bào bành kia bình thường chứ, tự nhiên chưa cho anh họ đi về cái đứng nó gục cái đầu mà mặt mẹ nó vẫn đỏ. Nhưng mà mình muốn bắt nó thì nó chạy dữ lắm nè, ngộ đời con gà bệnh đó, nó chạy dữ lắm, thấy đứng vậy đó nhưng mà nó nhát ha, sức đâu nó chạy nó bắt không được, nó lũi nó mất tiêu. Một khi mà anh em tới mình mà tới nó bệnh mà anh em bắt được nó ra hầu như là đi hết nổi rồi, anh em chỉ lấy thuốc đâu có được, nó nhặt cái đó, nó đi xử lý không hút được thì con gà nó sẽ bị ngủm đó. Thì cái đó là cái có lợi và có hại đó. Cái lợi thì nó đi bơi vào, cái hại là lúc nó bệnh mình xử lý không được. Cách nào mình bắt nó, mình để tới tối bắt, tới tối mà bắt được nó, tới tối bắt nó đó là không biết con gà nó sống tới tối không, nó bay lên cây nổi không vấn đề. Gà bệnh rất là lẹ, có chi nó khò thì mình gình bắt nhưng mà chích thuốc. Mà nhiều khi mà nó đứng nó bị sốt, nó rút rồi hầu như là vô phương, bắt nó không được, nó chạy rất là lẹ. Nhưng mà lúc mình nó con gà, nó không con gà, nó em nuôi gà em nó biết nó bệnh nó rút vậy đó. Nhưng mà muốn bắt nó chạy dữ lắm, bắt không nuôi gì được. Tới giờ mà anh em bắt được nó hầu như là nó hết sức quắc rồi đó, mới bắt được nó thôi. Đó, nuôi gà nè, phải không? Nó có nhiều cái bất cập lắm. Là nó bị như vậy á. Thì Hải Lan nó cũng có lợi và có cái hại của nó là hại bắt không được. Bắt không được, chích thuốc cũng được. Và cái nữa là cái con gà bội. Thì cái có lợi và cái có hại nữa. Cái có lợi của nó là mình cho nó ăn uống đầy đủ, mình kiểm tra sức khỏe hàng ngày của nó được. Là nó ăn uống, nó hoạt động cơ thể nó bình thường, nó cũng tốt, nó không bị hết nha. Nhưng mà cái vui quà của nó bị hạn chế. Nó phát triển hạn chế hơn con gà đi ở ngoài. Thả đi ở ngoài, cái môi trường ngoài đi rộng, thoải mái, con gà nó thoải mái hơn, nó sẽ phát triển tốt hơn, cung xương cơ rồi đó. Đó, thì đầy đủ hơn. Và nhiều khi con gà Hải Lan nó lông nó mướt hơn con gà ở trong, nó ngộ vậy đó. Còn con gà nên nuôi trong bội á, nó sẽ có là cái tình trạng là lông nó không có đẹp như con gà ở ngoài. Nó vẫn đẹp nhưng mà nó không nhìn kỹ, nó không đẹp lắm. Tại sao? Nó ngủ đi tới luôn rồi lông nó dơ, lâu ngày nó cũ. Đó, mình tắm mình tuốt lại á, nó sẽ ok. Còn mình ăn uống, cho nó ăn uống thì nó cũng bình thường, phát triển bình thường đúng không? Nhưng mà nó không có tốt bằng cái con gà Hải Lan đi ở môi trường ngoài. Nó không có cuồng như vậy. Con gà đi ở ngoài nó thoải mái, nó bay nhảy lại làm mình nuôi cục bội á, thì nó không bằng. Nhưng mà nó không sao hết, nó vẫn phát triển bình thường. Rồi tới lớn anh em bỏ vô cho nó trùng chạy trùng bơi vào đó thì nó phát triển bình thường. Nhưng mà nuôi giúp bậu là phải nuôi ngoài trời nha, chứ không nuôi trong nhà nha, nó mới tốt nha. Thì nó không tốt bằng cái Hải Lan. Còn cái có hại chưa, cái con nói đi. Đó là những cái mà nó có hại là nó không có tốt như vậy thôi, không có tốt như Hải Lan bơi vào rồi nó chỉ không tốt bằng. Nhưng nó vẫn phát triển bình thường anh em, nó không tốt giống gì thôi. Và được cái là có lại là mình chích thuốc đó được, nó bệnh hoạn mình xử lý thuốc chích thì nhỏ gì đó mình làm được hết đúng không anh em, chích thuốc được, nó bệnh hoạn chích được và nó ăn ít thì mình cho nó ăn nhiều được. Còn gà Hải Lan ngoài nhiều khi nó ăn ít hơn mấy con kia, mấy con kia dược nó ăn không được, mình nhốt là gì thì nó ăn nhiều hơn, nó sẽ phát triển con gà nó tốt hơn. Và nó cái là nó không có cơ thể gân cốt nó phát triển như con gà Hải Lan thôi đó. Giờ có lợi nhất là mình chích thuốc xử lý được. Đó là những cái mà anh em thường gặp đó. Bởi vì anh em hỏi mình là, nó hỏi mình là biết chắc hỏi là nuôi gà Hải Lan nó tốt hơn hay là con gà ấp bội nó tốt hơn. Cái nào nuôi được trên á, ấp bội thì phải nuôi ngoài trời, chứ đừng có cho trong góc mà góc kia mà che kín con gà lại quá. Mình nhiều khi nuôi gà con người ta đó kỹ lắm, che bít bùng luôn, nó không có gió, nó không có nắng luôn, không biết mưa luôn. Nên ấp bội ở ngoài, ấp bộ nuôi ngoài ở ngoài trời, cây cấu gì đó vòng vòng vô ấp gốc cây hay là chỗ nào bóng mát. Và mình cũng che gió một bên thôi, che gió thôi. Và mình phải che ở trên á là vừa có nắng vừa có mưa, vừa có mát. Mưa thì cậy nó. Còn nắng thì nó cũng có ô tốt đi, nhưng mà chút xíu nó vô trong mát nó đứng. Thì mình che như vậy thôi. Mình che kiểu 6-4 á. Là con gà ở trong giờ ở ngoài là 4, ở trong mát là mình 6. Thì gà ta này phát triển rất là bình thường, rất là tốt. Nhưng mà cái là nó không tốt mà nó đi thoải mái như con gà ở ngoài, nó cơ, gân cơ nó không bằng thôi.
nhưng mà sau này nó lớn lên em bỏ vô chuồng bự, em cho nó chạy quần từ từ cái nó bơi á, nó phát triển bình thường nè, một tháng thôi. Nhưng mấy con gà em nuôi trong chuồng mà trong bội mà trong nó bít vịt nhà đó không có bơi quào nó sẽ xi măng rồi đó, đó anh em nuôi bình thường sổ nó không được phải không, thế nó đá không được. Nhưng mà anh em bỏ vào chuồng cát á, một tháng thôi, bỏ ra ngoài chuồng ngoài chuồng cát rồi một tháng thôi, mình đảm bảo với anh em con gà anh em sổ đá ok nè. Mới đầu nó đá chỉ ba nút thôi, nhưng mà lúc mình thải vào chuồng cát mình cho một tháng ngoài á, nó phát triển lại á, mình nói em nó đá được 7-8 nút. Nhớ nha, cái lợi và cái hại của cái hai cái đó là nó khắc nghiệt lắm. Cái không muốn muốn thả cho nó tốt nhưng mà ngặt đời nó bệnh chích thuốc được. Còn con gà trong bội muốn tốt cho nó chích thuốc cưng nó chịu được, nhưng mà có cái nó không có phát triển mạnh mà cái con gà ở đây. Cái mặt nào nó cũng có, mặt trái và mặt phải. Nhưng mà bộ nuôi thì nó cũng ok hơn là cái quản lý được thức ăn, lượng ăn của nó thì mình chích thuốc được. Đó. Chứ nuôi gà ai mà muốn nhốt đâu nè, có cho thả thả đại đi chứ mắc mớ nhốt chị. Đúng không? Nhưng mà nhiều con nó thời tiết nó này nọ với cái môi trường mình á không thích hợp, mình thả lan. Nên nước ngập này nọ đủ thứ, mình không có môi trường. Rồi giờ mình nhốt nhiều khi nó diện tích nó không có. Mình có ấp bộ đây luôn. Ấp bộ nhưng mà được có cái là phát triển y như mình nói vậy đó. Đến lúc lớn này cho nó ra chuồng cát ấp cho nó rồi đó nó bươi hoài vậy đó, không biết nuôi một tháng trời rồi tự động con gà nó sẽ phát triển bình thường rồi. Nhớ nha.